Xin chào tất cả mọi người. Hôm nay tiếp tục thăm đồi cỏ bên mình trồng. Đây là cái chè khổng lồ các bạn nhé. Và ở trong này là cỏ voi. Đây là cây cỏ voi xanh Đài Loan. Cỏ voi xanh Đài Loan này là mùa đông nó trổ bông, còn các mùa khác là không trổ bông nhé. Loài này các mùa khác là rất non mềm và ngọt, nhiều chất dinh dưỡng, vật nuôi rất thích ăn. Hiện tại thì các loại cỏ thành phẩm thì đa số các công ty khác đã thu hoạch hết rồi, đem vào ủ chua hết rồi. Chắc là còn đơn vị bên mình còn giống nữa thôi. Đây là cỏ voi không lông Đài Loan bên mình trồng, và ở vườn mình đây là còn khoảng mấy chục tấn. Ở bên kia có một cánh quả đồi là bên mình cũng đã thu hoạch rồi, còn chỉ có đồi bên này nữa thôi. Bên mình trồng ở trong một thung lũng đồi nhá. Đây các bạn, cảnh thôn quê đây, thung lũng đồi, cỏ phát triển rất tốt nhá. Đất ở đây thì nói chung là đất ở đây không được tốt, nhưng cây cỏ thì nó cũng đơn giản thôi, nó phù hợp với nhiều loại đất khác nhau. Đây các bạn ạ, cỏ cao lắm này. Loại này mình cắt xong thì qua Tết là nó phát triển mạnh lắm ấy nhá. Đây cây cỏ bên mình để giống đấy, để giống thì phải chọn giống già và tốt và chất lượng thế này nhá. Bên mình không còn nhiều nữa, còn có mấy chục tấn nữa là xong rồi, là kết thúc vụ, để qua Tết mới có. Giờ tìm nguồn cây cỏ này là hơi hiếm đấy nhá. Tại vì mùa đông thì mùa thiếu cỏ, là đại đa số các đơn vị khác để thu hoạch vào ủ chua. Tại vì mùa đông thì cây cỏ nó phát triển nó chậm hơn so với mùa khác, nên là các công ty lớn và các đơn vị khác thì đã xuất bán cỏ thành phẩm và đem vào ủ chua hết rồi. Nếu mà đơn vị nào muốn mua giống thì có thể là bình luận dưới video này nhá, hoặc là có thể gọi theo số điện thoại tại phần mô tả video ạ, thì mình sẽ cung cấp giống cho ạ. Và bên mình không còn nhiều nữa, chỉ còn mấy chục tấn nữa là hết thôi. Bạn nào có thắc mắc thì cứ bình luận dưới video nhé. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả mọi người nhé. Mình sẽ đi một vòng quả đồi này để thăm cái đồng cỏ của mình nhé.